quý anh chị nha. Hiện giờ Phú đang ở đường Lò Lu, mình cần đi qua tới ngay đường Lò Lu rồi. Đây là chỗ này của Bình Chánh nè. Đây buổi tối mình thấy thì ở đây thì xe rất xe mình sẽ tập trung cát mình ghé cái city họ đi rất là nhiều tập trung đây bây giờ ở đây rất là cao một cái hàng ăn quán ăn uống đang nhiều nên chúng ta đây ra đầu đường rồi chỗ nào mà các cái mô hình dịch vụ buôn bán tấp nập thì chỗ đó chắc chắn dự án giá trị bất động sản sẽ lên ha. Với người dân sinh hoạt ở về đây đông nữa, mặc dù dân số cao. Ví dụ như quý vị mà nếu mà sở hữu những bất động sản đây để mà ở đây thì có thể cho thuê được, hàng tháng thì có dòng tiền đều. À, nếu vậy thì thường những cái chuyên gia bất động sản cũng hay nghe nói là gà đẻ trứng vàng hay ngọc đẻ trứng vàng á, là những cái khu khai thác kinh doanh được ha. Cho thuê được và giá trị càng ngày càng tăng lên, tăng lãi trên vốn, tăng có dòng tiền, vừa có dòng tiền vừa tăng lãi trên vốn. Thì khi ví dụ đi mình mua một cái vị trí ở đây tầm 7 tỷ hay 8 tỷ gì đó, thì hàng tháng mình cho thuê dòng tiền có thể 15-20 triệu, 15-20 triệu một năm 240. Mình có dòng tiền ok, mình có tiền ăn uống sinh hoạt không sử dụng để mình làm ăn một cái gì đó, tái đầu tư một cái vấn đề gì đó. Còn cái số tiền mà 8 tỷ trên đất đó thì về lâu về dài giá trị đất sẽ tăng lên. 8 tỷ thì tăng lên 10 tỷ, 12 tỷ, 15 tỷ sau này, để vì vừa có dòng tiền mà vừa lời cho lại mà sinh vốn rất là chuẩn. Đây buổi tối đường này rất là tấp nập ha. Băng qua khu công nghệ cao, Lò Lu rất gần công nghệ cao ha. Phía sau này Lò Lu rất là phát triển. Gia ở đây họ sẽ ra họ chọn những khu gần khu công nghệ cao để họ an cư, hoặc là họ có thể là những chuyên gia nước ngoài họ về sau này họ cũng mở gần gần những khu này để họ thuê để căn biệt thự để dùng dòng những dự án lớn ở đây sẽ chọn những miếng đất gần đây họ sẽ mua những cái nhu cầu thiết yếu họ sử dụng được gần đây luôn. Đây là